Trong chương trình chào mừng Giáng sinh tối hôm nay của TVB, chúng tôi sẽ dắt các bạn đi gặp một nhóm những người nổi tiếng nha. Kìa, có một nhóm nữ xuất hiện kìa. Ủa, họ không phải ở Hồng Kông đâu, họ ở đâu đến vậy ta? Ủa, tự nhiên sao đang hát nhạc lại đổi sang điệu khác vậy? Nghe không hiểu gì hết. Tiếng này là tiếng gì vậy ta? Hình như là tiếng Việt thì phải. Chào các bạn, hoan nghênh các bạn từ Việt Nam xa xôi đến đây. Hay là bây giờ các bạn nói lời chào đến những người bạn Hồng Kông nha. Hi, tôi tên là Phúc, nhưng mà tôi không biết nói tiếng Hoa đâu à nha. Tôi biết nè, tôi tên là Bích Hữu. Hello, xin chào. Xin chào, người ta gọi tôi là Quỳnh Anh. Chào, tôi là A Khang. Này các bạn, chúng ta có thể thấy những người này không quen lắm, nhưng chúng tôi đến Việt Nam gặp họ thì thấy họ là những người rất nổi tiếng. Trong số họ có anh chàng Phúc, tên hoàn chỉnh là Ân Hoàng Phúc, giống như là thiên dương của Hồng Kông vậy. Anh ta là ca sĩ có CD bán chạy nhất đó. Còn ba cô gái dễ thương này được nhiều khán giả thần tượng. Nhóm này là HAT, họ là tiểu sư muội của A Phúc, lần này cùng với sư huynh và anh chàng mập Dương Khang này đến Hồng Kông để quay phim. Không biết họ thích nhất địa điểm nào ở Hồng Kông ha? Tôi thì cảm thấy thích Cửu Long, vì ở đó bán rất nhiều hàng hóa lạ và đẹp. Tính tôi thích shopping mà. Còn Quỳnh Anh thì sao? Quỳnh Anh không có thích đi mua đồ mà chỉ thích đi tìm đồ ăn của Hồng Kông mà thôi. Đồ ăn của Hồng Kông rất là ngon. Và đặc biệt là Quỳnh Anh có cái tên là heo nữa. À heo. Vậy còn A Khang thì sao? Mua sắm tới hết tiền rồi. Thì ra ngoài mua sắm, những người này cũng có tâm hồn ăn uống quá chứ. Lần đầu tiên đến Hồng Kông thì quen được dẫn đi ăn tạ biến lù và nhớ cái món ăn nếu hoài ạ. Tạ biến lù. Nhìn dốc dáng bề ngoài của anh Phúc, chúng ta thấy anh ta rất đẹp trai và hiền. Nhưng thật ra anh ta là một người rất phá phách nha. À Phúc à, tôi biết là anh ở Việt Nam thì được rất nhiều người yêu thích đấy. Những fan hâm mộ nữ thì rất cuồng nhiệt. Tôi thấy có lần anh diễn ở Việt Nam mà họ ủng hộ anh như là crazy lắm. Anh sẽ ứng xử với trường hợp các fan nữ yêu thích của anh nhiều quá như thế nào? Nếu mà khi mà gặp trường hợp mà những cô gái mà thích mình á, thì mình là người công chúng thì bao nhiêu cô gái thích mình thì mình phải thích lại. A Phúc tính tình rất giống một người sao ở Hồng Kông, đó là Trịnh Thiếu Thu. Hai người này có biệt tài làm cho người ta yêu thích lâu dài. Kỳ sau có thể họ sẽ cùng hợp tác diễn xuất ở Hồng Kông đấy. Còn các sư muội HAT thì họ cũng có chí lớn đó nha. À Quỳnh Anh, bạn thích hợp tác với nghệ sĩ Hồng Kông nào vậy? Và còn bây giờ thì rất là thích, rất là muốn được hát chung với Twins, Sammy Chang, Dung Tổ Nhi, Tà Đình Phong, Kelly Chan. Hay là các bạn dạy người Hồng Kông một câu tiếng Việt đi. Tôi yêu các bạn. Yeah. Đêm nằm mơ gặp anh tưởng rằng em chưa mất anh, thì ra chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa, cố bước trong bao. Cười bò hò luôn mày.
không ngon. Cười coi. Ôi lại coi, lại coi. Nè nè, dắt dành dạo dắt co muộn sáng. Nhớ subscribe và chờ.